anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chủ nhật thứ 22 thường niên năm A. Giờ đây mời anh chị em đứng chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ bảo luật sĩ và thượng tế sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại phê rô kéo người lại và can gián người rằng lạy thầy không thể thế được thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu nhưng người quay lại bảo phê rô hỡi satan hãy lui ra đằng sau thầy con làm cớ cho thầy vấp phạm. Vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những gì thuộc về loài người. Bây giờ, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sống nếu ai được lời lãi cả và thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên thần của người và bấy giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm thầy bảo thật các con trong những kẻ đang đứng đây có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy con người đến trong nước người tôi sống trên trần thế này để làm gì và đâu là ý nghĩa của cuộc đời anh chị em thân mến đó là những băn khoăn của bao người về cuộc sống của mình và quả thật không đơn giản khi đi tìm câu trả lời cho những vấn nạn đó phải không anh chị em bởi vì cuộc sống không do con người tạo ra và sự hiện hữu của chúng ta mang đậm sự huyên nhiệm mà trí khôn con người cảm thấy như bất lực khi đi tìm một giải đáp nhằm thỏa mãn cho vấn nạn đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống thưa anh chị em trên con đường tìm kiếm có người đã vội cho rằng ý nghĩa cuộc sống chính là tìm kiếm những thực tại trần thế vì thế hạnh phúc nằm ở những thành công đạt được nhiều tiền nhiều bạc thế nhưng thưa anh chị em có một bạn trẻ nickname là việt giot đã chia sẻ cứ tưởng khi đạt được những thành công nếm được trái ngọt của bản thân là đạt được ý nghĩa của cuộc đời thế nhưng sao những thành công qua đi nhanh chóng thế huy chương không thể ở lại mãi với người chiến thắng nó sẽ liên tiếp đi tìm những người giỏi giỏi hơn và giỏi hơn nữa không lẽ cuộc đời chỉ có ý nghĩa ngắn ngủi như thế sao, anh chị em? Trong trận tứ kết Champions League 2019-2020 diễn ra vào rạng sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, đội bóng Barca đã bị Bayern đè bẹp với tỷ số khó tin 8-2 đã làm sụp đổ hoàn toàn tinh thần của ngôi sao bóng đá lionel messi trước trận đấu messi khoác lên mình bao vinh quang của một cầu thủ được mệnh danh là người ngoài hành tinh và sau trận đấu là một messi bàng hoàng trống rỗng chán trường và hẳn sâu nỗi thất vọng trên khuôn mặt anh chị em vinh quang trần thế mỏng manh phù du biết bao có người thất vọng về sự phù du cuộc đời và tỏ ra ngán ngẫm như cao bá quát ba vạn sáu ngàn ngày là mấy cạnh phù du trông thấy cũng nực cười để rồi đưa ra chủ trương thực dụng như nguyễn công trứ chơi xuân kẹo hết xuân đi cái già sồng sộc nó thì tới nơi Cuộc sống như thế Thưa anh chị em Càng xô đẩy con người đến chỗ trống rỗng Và càng ngày Càng cảm thấy sự vô lý Của cuộc đời Victor Franken Nhà tâm lý của người Áo đã nói Cuộc sống sẽ làm ta đau đớn Nếu con người cảm thấy trống rỗng Trong sự tồn tại Để ra khỏi sự trống rỗng và để tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Nick Vujicic, một người đàn ông tật nguyền đã nói: Ý nghĩa cuộc sống không phải là khi đạt được sự hoàn thiện mà chính trên hành trình đi tìm sự hoàn thiện. Thế nhưng thưa anh chị em, và đâu là sự hoàn thiện để con người đi tìm kiếm? Lời Chúa hôm nay đã chỉ cho chúng ta sự hoàn thiện và con đường đi tìm kiếm sự hoàn thiện đó. Vâng, chính Đức Kitô là sự hoàn thiện mà con người cần phải gặp để được thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Bởi sự hoàn thiện chỉ có được ở nơi Thiên Chúa và Đức Kitô là hiện thân của sự hoàn thiện này. Vâng, Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa là con Thiên Chúa vì yêu thương thế gian nên đã từ bỏ ngai trời nhập thể làm người để đến trần gian mặc khải cho con người biết sự toàn thiện và chỉ cho con người con đường đạt tới sự toàn thiện đó sự toàn thiện mà Đức Kitô mặc khải không gì hơn chính là nhận biết Thiên Chúa để tôn thờ Ngài và nhận biết mọi người là anh em để yêu thương Vâng, thưa anh chị em. Đức Kitô là khuôn mẫu cho sự hoàn thiện khi vì vâng phục thánh ý Chúa Cha, Ngài đã chấp nhận hiến thân và vì yêu thương nhân loại, Ngài đã sẵn lòng hiến tế chính mình làm giá cứu chuộc cho muôn người. Sứ điệp của người tỏ bày trong lời nói cũng như trong hành động là phục vụ mọi người trong yêu thương là tỏ bày lòng nhân ái và quảng đại tha thứ và như thế ý nghĩa cuộc đời được tìm thấy khi hiến thân phục vụ cho tha nhân khi mỗi người không sống ích kỷ vun quén cho chính mình nhưng biết mở rộng con tim và biết biến đổi cuộc đời của mình thành quà tặng cho tha nhân thưa anh chị em à. Chính Đức Kỳ Tô đã tỏ cho chúng ta thấy sự toàn thiện nơi người khi người treo trên thập giá một cách bất công. Người không nguyên rủa kẻ hành hạ và kết án kẻ đã hành hạ người. Trả lại, người còn mở rộng lòng bao dung khi van xin ơn tha thứ cho họ. Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Để đạt tới sự toàn thiện này, Đức Kitô đã chỉ cho chúng ta phương thế từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo Chúa Kitô. Đức Phanxicô trong buổi triều yết vào Chúa Nhật 23 tháng 8 2020 vừa qua đã chia sẻ con đường hoàn thiện nằm ngay chính nơi con người của Đức Giêsu Kitô. Tô và người kitô hữu đạt tới sự toàn thiện khi tin tưởng vào đức kitô bước theo người và thực thi tình bác ái trong mỗi giây liên đới với người quả thật thưa anh chị em sự hoàn thiện được dệt lên bởi một tình yêu hướng tha một tình yêu quên mình không vị kỷ vì không có sự hiến thân cho tha nhân Tình yêu sẽ trở thành dạ dối Và không thể nào làm nảy sinh sự sống Thì làm sao gọi là toàn thiện được Phải không anh chị em? Vì thế Để đạt tới sự toàn thiện đòi hỏi Chúng ta phải tư bỏ chính mình Tư bỏ cái tôi ích kỷ của mình Tư bỏ tham sân si Để có thể tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời qua những hành vi hy sinh vì thiệt ích của tha nhân, Victor Franken đã khẳng định ý nghĩa cuộc sống không phải là thứ hàng có thể đặt mua hoặc trực tiếp hướng tới. Ý nghĩa là kết quả của việc thực hiện các giá trị tồn tại ngoài con người vượt qua mục đích và nhu cầu đơn lẻ của anh ta. Những hành động mà anh ta thực hiện những tác phẩm mà anh ta sáng tạo, tình yêu mà anh ta trải qua và sự đau khổ mà anh ta chịu đựng với lòng can đảm và phẩm giả, tất cả tạo thành giá trị của con người. Vượt ra ngoài cái lợi ích và sự hữu hạn của loài người. Đó là lý do mà Đức Giêsu mời gọi ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy. Và chỉ có như thế, thưa anh chị em, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của sự hiện hữu chúng ta nơi trần thế này lạy chúa chúng con tạ ơn chúa đã trao ban đức tin cho chúng con để nhờ đó chúng con nhận ra rằng chỉ có chúa mới là câu trả lời xác đáng cho những trăn trở thắc mắc của chúng con xin cho chúng con mau mắn đáp trả lại lời mời gọi của chúa để chúng con có thể đạt tới được sự toàn thiện amen